សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនដែលសារមានការសំណុំពរហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមធ្វើបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត blog ដែលសំណុំពរពីនិស្សិតយើងមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមេរៀនបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត blog ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងហើយរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នៃការដែលយើងអាច design សម្រាប់ការងារខ្លួនឯងក៏ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់បានធ្វើ assignment តាក់ទងជាមួយនឹងការ design blog នេះចំណុចទី1គឺ sign in to blogger ហើយនៅត្រង់ផ្នែកខាងឆ្វេង click on down row click new blog enter name for your blog ណាហើយយើងត្រូវមាន gmail តាក់ទងនឹង blog យើងត្រូវមាន gmail ដើម្បីជា user សំខាន់មានន័យថាយើងត្រូវមាន Gmail ដើម្បីប្រើប្រាស់blogger នេះនឹងការបង្កើត blogger នេះដោយសារតែ blogger ជារបស់ក្រុមហ៊ុន Google អញ្ចឹងយើងព្យាយាមប្រើ Gmail បង្កើត Gmail បានមុនពេលដែលយើងចាប់ដើម design blog អញ្ចឹងបង្កើត Gmail ហើយយើងមក sign in នៅក្នុង blog អញ្ចឹងដើម្បីចូលខ្ញុំចូលទៅ website ចំណុចទី1ទី2រហូតដល់ចំណុចទី7អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនេះគឺជា website នេះនៃ blogger ជា main យើងអាចវាយថា www.blogger.com អញ្ចឹង enter មកវាចូលផ្ទៃនេះតែម្ដងបាទមកដល់ផ្ទៃនេះមានចំណុចខាងឆ្វេងនិយាយពី blogger ហើយនៅខាងស្ដាំនិយាយពី sign in អញ្ចឹងយើងអាច sign in ខាងនេះក៏បានឬក៏យើងចុច create your blog អញ្ចឹងដើម្បីចូលយើងចុច create your blog នេះអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងវាយបញ្ចូលទៅលើ username ដែលមានជាលក្ខណៈ Gmail អញ្ចឹងខ្ញុំយក redo.team.info@gmail.com អញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះមកហើយវាយ password ចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងវាយ password ចូលមកអញ្ចឹងនេះ blog ដល់ blog យើងចាប់ដើមយើងបង្កើត blog តាមលក្ខណៈ Google profile ដោយមាន create ជា Google profile ជាមួយនឹង blogger profileយើងយកមួយណាក៏បានក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចយក create limited profile ក៏បាន create ជា Google Plus profile ក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចចុចតាមនេះក៏បានណានេះ .org ជាឈ្មោះអីជាឈ្មោះអីគេតើតើនៅ blog ជាតើតើជាមួយនឹង Google Plus ឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុងចំណុចនេះនេះ limit create a limited blog profile នេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដល់ចំណុចនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រើខ្លួនយើងសួរថា blog របស់យើងឈ្មោះអី blogger profile display username ជាប្រភេទអីខ្ញុំប្រើពាក្យថា redo info ប្រើពាក្យប៉ុណ្ណេះហើយរួចចុច continue to blogger នេះមក create new blog នេះចូលដល់ blog ហើយយើងចាប់ដើម create new blog តែម្ដងណាបាទបាទចុចមកយើងនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំថាវាមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើននោះតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថាតើ blog យើងចង់ share ពីអ្វីសម្រាប់និស្សិតទេសចរគាត់អាចបង្ហាញពីគំនិតតាក់ទងជាមួយនឹង blog ដែល share information ទៅលើវិស័យទេសចរហើយសម្រាប់ខាងក្រុម IBM បាទអាចប្រើជាលក្ខណៈ business អីផ្សេងផ្សេងអាចលក់ online អាចលក់ផលិតផលឬក៏លក់អ្វីដែលយើងគិតថាយើងអាចយករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងទៅណាតែក្នុងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយថាយើង blog យើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថា fast team
Fast Team dạng tới hay hay address bao dương Fast Team dot fast fastteam.blogspot.com chẳng mơ check mơ ta vì available on này nè khả năng này this block address is invalid or not supported chẳng dân chi dìm rò bị ná rồi có business thằng lại ná đại miên chú mua xong rốm hới dân ai rồi bàn hay mùi tiết chúm nói đại dân mơ dân thà nơ bê đại dân bà cát miên thêm nơi hàng cào chẳng kia đồng bố dân kết mơ thà chú mua dân ai dân ai check bàn sẵn nha check mơ ta chmua dương ai thua ai bán chmua nưng nha ni nhom phở pi tha fastteam.blogspot.com vi ở ao te giúp chi yem ro chmua na đai kết tha available samrap business ba dương hay available samrap blogger tiet chắc chi yem thua review ro chmua đai kết tha nghi sru samrap dương ba nha data student OUPP OUPP souvenir store souvenir store này nấp bê để dương vai vay và bạn này máu khi tranh sinh nhật kri chẳng khi tranh sinh nhật kri này cứ miền này thà mua đại dương thật prá cứ ai prá bàn chẳng chẳng cho bạn này nè address this block address is available miền này thà ăn miền này nào giờ thế chẳng OUPP souvenir store dot blogspot dot com chẳng bắt đầu bị nước dương chập đam rồi và phết này xem ai dương hai sầm mạnh thà team nữa dương rồi team mơ thà dương thuê design block dương tam tùm rung bài nà chỉ là cái nào tùm rung bài contemporary Soho, Imperial, chúng mày Netball, chúng mày Simple, rồi có Dynamic cái dạng tay, chẳng dương à sai lên dương thay dương chọn chủ dạng mạch, nè, nên dạng ai chọn ai bàn, hay giờ chỉ dương thứ mấy do responsive, ok, dạng do Dynamic này mũi, rồi có do chia Contemporary này các bạn, chẳng chọn phần nắng rồi hãy chập làm Create Block. Ok, dừng ai close hình này máu. Close hình này tiền máu, còn ai về miền chẳng dừng bàn block mũi này miền chứ mua chìa net username chìa fast team hay block đại miền address hay nâng view mớ chạy chụp view này dừng bàn www.rapsouvenirstore.blogspot.com ta tốn nâng chứ mua dừng thà là dừng mấy nhóm đã chứ mua thà fast team chẳng vì tranh fast team này cái này tại đã tôn cho mình nâng address với tài chia rapsouvenirstore.blogspot.com chẳng vì tranh bạm này nên ta này lấy này dừng ai đi bàn là về để dừng cho tất cả nông user nông set thế nhé nè nâng trang trong nội nâng rồi gọi cho cái lấy này nè redo info user visit profile chẳng dừng ai visit profile nâng profile edit profile cho trang edit hay nâng nông nâng miền privacy miền ai team miền team miền redo display name redo data wrap OUPP OUPP shoe win near store nâng chúng ta chờ đợi bán show address chạy show address tại tôi những mình ni info ấy xem xét như na anh tại tôi privacy vẫn select cái này nữa hay ní chia username tại tôi những email để dùng sign in dùng sign out được không phải để dùng cho từ edit role user mà đồng role update role content này website vẫn website nữa ai giờ user gmail này và hay được không nó có dùng role photo mà upload cho mà anh mà đài chẳng dừng ai cho bán hay ôi dù clip ôi dù MCC mà đài dừng nơi khả năng đi dừng ai tha ra xa viết tục chân sánh không à cài xong rùa lấy trả ấn hãy chẳng cho xíu bà bàn xíu hỏi dừng bàn block
mũi đầy miền address upp.souvenirstore.blogspot.com bằng tay vì toàn miền lạc nạ bênh lên là lời đề à vậy để dân thử vừa bật đó cứ dân chập đàm update nạc nông này bác cáp chìa page bác cáp chìa ấy chứng nạc nông này tập bộ một phút cứ dân tới create page này, page new page new page page bà dân dây bì ấy ủ gò đà a home rồi có about us about us giờ miền bò miền này khá khi nhầm tới giờ bò là miền bì nông green bees dan green bees green bees club .com ok nhóm copy bì này máu đại dịa website cho chiếc blog bọc nhóm nốt chỗ mà này máu nhóm giờ ở bố hay giờ máu introduction bì lơ màn tích máu nhóm copy nhóm paste này lên đi và hay mới tiết máu vision mission vision mission copy hay cho mà trăng chụp này nè ba nâng bị update hay nâng 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 bắt đầu bị đạm mà update mấy chừng ai chật lệch chừng ai chỉ đi pan trăng chụp này nè chỉ bật hết phone chừng ai chơi được phone mùi nhà cơ bản chỉ real chỉ career chỉ career time được vừa đến nè nâng chỉ bật hết này phone chẳng chừng ai chơi được phone tam lạc nạp bởi trái kế tế bây giờ dưỡng trăng tà lãnh nên khả năng block bởi dưỡng hãy bởi tốt bởi tiết dưỡng cho ta khả năng bởi phết azo ta cua dò mùi ná chỉ small small smallest small normal larger larger chẳng dưỡng cho ta thử hay bởi phết đa azo nâng vì chỉ bởi phết chỉ chùm nón chương chỉ sập chùm nón chương bởi tốt rồi có chỉ heading thòm đá tế chỉ mean minor rồi có chỉ normal chẳng chỉ normal ai bập bênh là sao đất là sao trade là sao miền bắc toàn bị cào ní bò là sao ní tại thông cho mình đang background là sao nè hay mới thiết ai đã chỉ link ai đã chỉ rupee ai đã chỉ video chỉ bàn hay mới thiết đầm rầm từ lâm xa này ở sao dừng sản lại hay dừng đầm rầm bập bênh adjust certify bập bênh đầm rầm align right nè align center nâng align left hay mới tiết chứ ai riệp chỉ dot point number list thì mới để pi rồi có dot point rồi có ai chẳng thử chẳng như bắt đầu bên những bạn hay những chập đám publish cho những bạn mới làm souvenir store có hay những bắt đầu bên nước những tầm mơ mới vì chẳng mạnh cho you about us nè fast team hay chẳng about us bảo ở nơi nào nó chậm nón chướng miền này để chúng copy phạm mình nè những bạn bản năng ok chỉ chậm nón mùi đây chỉ cả chấp đam nơi nào nơi 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 bằng cao từ lửa blogger chẳng ai update at the bot update từ lửa lâm xa adjust từ lửa so xem để lúc nè để bồn bồn thì rất chướng ai update bàn để luôn ai và close màu bình máu hãy dừng sale này ní mùa nè hay chồng đất mũi tiết xem đẹp bông ổn hay khi nhom tạ tông cho mùi năng ca đại dương khi dương thua ca nghe chữ cấm dương miền user tràn chẳng xua tha ta miền mình nè cua thì update thế rồi còn tầng ốc ni ai update bán chẳng tiết năng khi nhom năng bằng hai trở lên video bắt đầu bà chẳng chăm tam đàn tầng ốc nè